Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang hôm qua tổ chức cuộc họp xây dựng hồ sơ khoa học khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê có tổng diện tích được bảo vệ là 433,2 ha, chia ra khu A ở sườn và chân núi Ba Thê là 143,9 ha, khu B ở cánh đồng Ốc Eo 289,3 ha. Quần thể này có khoảng 40 di chỉ văn hóa thuộc các loại hình di tích kiến trúc tôn giáo, di tích mộ táng, di chỉ cư trú, hệ thống kênh rạch phục vụ nông nghiệp, nhiều ngành nghề thủ công phát triển như nghề luyện kim, nấu thủy tinh, nghề đúc và đục chạm kim loại quý, nghề làm gốm gia dụng, sản xuất gạch xây dựng, nghề đánh cá vân vân đã được phát hiện, thám sát, khai quật khảo cổ. Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định gửi Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam có công hàm đến UNESCO để cử chuyên gia quốc tế hỗ trợ tư vấn đánh giá, củng cố hồ sơ. Đến nay, Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo đã tổ chức nhiều cuộc họp hội thảo khoa học nhằm làm rõ những giá trị nổi bật của khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê. Các nội dung của hồ sơ khoa học di tích ở giai đoạn 2 dự kiến thời gian khảo sát và đánh giá có thể diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022.